Chào mừng quý vị đến với kênh Tắp Năm Thú Vị. Quý vị thân mến, Việt Nam là một quốc gia có lịch sử lâu đời và phong phú, nơi có nhiều dòng họ với những gốc khác và truyền thống riêng biệt. Trong số đó, có những dòng họ chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng người Việt, thể hiện sự đa dạng và phong phú của văn hóa Việt. Đứng đầu trong danh sách tắp 10 dòng họ lớn nhất Việt Nam là dòng họ nhà Nguyễn. Họ Nguyễn là họ phổ biến nhất ở Việt Nam, chiếm gần 40% dân số. Ngay cả người nước ngoài cũng dễ nhận ra họ này ở người Việt Nam vì sự phổ biến nó. Họ Nguyễn có nguồn gốc từ một triều đại lâu đời và quyền lực trong lịch sử Việt Nam. Nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng mang họ Nguyễn như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh, Nguyễn Du, Nguyễn Văn Linh. Vị trí thứ hai là họ Trần. Họ Trần là một trong những họ lớn ở Việt Nam với gần 12 triệu người cùng chung tổ tiên. Người ta cho rằng họ Trần có nguồn gốc từ vùng Phúc Kiến của Trung Quốc. Trong lịch sử Việt Nam, họ Trần đã có nhiều anh hùng và tướng tài nổi danh một số vị vua và danh nhân của họ Trần được dân gian kính trọng và nhớ mãi. Nhiều đường phố ở Việt Nam được đặt tên theo họ Trần như Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Phú, Trần Quang Diệu. Tiếp theo trong danh sách top 10 dòng họ lớn nhất Việt Nam là dòng họ nhà Lê. Hơn 10 triệu người ở Việt Nam mang họ Lê. Họ Lê có nguồn gốc từ vùng Thanh ngoài thuộc thành phố Hà Nội ngày nay. Họ Lê là một dòng họ độc nhất chỉ có ở Việt Nam. Họ Lê đã có nhiều đóng góp cho lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Một số vị vua và danh nhân của họ Lê là Lê Lợi, Lê Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn. Ở vị trí thứ tư là dòng họ Phạm. Họ Phạm chiếm 7% dân số Việt Nam và xếp thứ tư về sự phổ biến. Họ Phạm đã có từ thời tiền sử ở Việt Nam và không rõ họ Phạm có liên quan đến Trung Quốc hay không. Khắp nơi trên Việt Nam, người ta thấy nhiều nhà thờ tộc Phạm được xây dựng và thờ cúng. Một số danh nhân của họ Phạm là Phạm Hồng Thái, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Văn Đồng, Phạm Minh Chính. Tiếp theo là dòng họ Hoàng, Huỳnh. Hơn 5% dân số Việt Nam mang họ Hoàng hoặc Huỳnh. Họ Hoàng và Huỳnh cũng có mặt ở một số nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên. Ở miền Nam Việt Nam, họ Hoàng thường được gọi là họ Huỳnh. Một số danh nhân của họ Hoàng, Huỳnh là Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Thúc Kháng. Dòng họ Lý Quý là một gia tộc giàu sang và lâu đời ở Sài Gòn họ nổi tiếng với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực qua nhiều thế hệ. Biệt thự của nhà Lý Quý Khánh là một biệt thự rộng lớn và sang trọng, có nhiều bể bơi và tiện nghi khác. Nhà thiết kế và gia đình anh có phong cách sống hiện đại và cao cấp. Họ thường đi du lịch bằng máy bay hạng sang và ở những khách sạn xa xỉ. Dòng họ Trương cũng là một gia tộc giàu có và sống xa hoa không kém gia tộc Lý Quý. Nhưng nếu nhà Lý Quý chuyên về kinh doanh ẩm thực thì gia tộc họ Trương thành danh với lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hầu hết con cháu trong gia tộc họ Trương đều theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Một trong số đó là bà Trương Mỹ Lan, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Vạn Thịnh Phát, tập đoàn này hoạt động từ năm 2007 và đã xây dựng nhiều công trình lớn ở thành phố Hồ Chí Minh như khu trung cư, khu nghỉ, dưỡng cao cấp. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu về tất bảy dòng họ lớn nhất Việt Nam, cũng như nguồn gốc và những đóng góp của các dòng họ này cho đất nước. Đây là những thông tin thú vị và bổ ích, giúp chúng ta hiểu hơn về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tôi hy vọng video này đã mang đến cho bạn những kiến thức ích.